6 điều bạn sẽ nhận được khi mà mua một con cún ở shop thú cưng miền Tây. Thứ nhất đó là được giao tận nơi, miễn phí ship. Thứ hai đó là không thu bất cứ khoản cọc nào trước khi mà anh chị nhận bé. Thứ ba đó là được tặng kèm vòng đeo cổ và thức ăn cho bé. Và thứ tư đó là bé sẽ được tiêm ngừa sổ dung đầy đủ, có sổ sức khỏe và sẽ được tắm rửa sạch sẽ thơm tho trước khi mà giao đến cho các anh chị. Thứ năm đó là shop thú cưng sẽ hỗ trợ các anh chị trong việc chăm sóc bé khi mới nhận về và cũng như sau này cho trường hợp những anh chị nào mà mình chưa rành cách chăm sóc bé hoặc là cách tiêm ngừa hoặc là cho bé ăn thì các anh chị cứ liên hệ nhắn tin cho bên shop em sẽ hỗ trợ 24 trên 24 cho các anh chị nha. Và thứ sáu đó là được bảo hành các loại bệnh cũng như là giống thần chủng cho bé ạ.